bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà rực rỡ như cầu vồng, có ao cá hồ sen, cây cao và trải chín đỏ mọng chưa? Hãy cùng HaNa Việt Nam làm một ngôi nhà xinh xắn như vậy nhé. Làm ngôi nhà cầu vồng rất đơn giản, các bạn hãy chuẩn bị một ít giấy bìa, giấy màu và đất sét để làm cùng mình nhé. Thank you.
loại nhồi nhồi nặn nặn đất sét này là tôi ù mê quên lối về luôn này. Cảm giác hòa trộn nhiều màu nên thích lắm luôn nhỉ.